À, xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần đó các bạn. Rảnh rồi trưa mình không biết làm gì đó, mình lấy cây dừa. Cây dừa này nó đã thành phẩm rồi các bạn thấy không? Nhưng mà nó chưa có đủ đẹp cho nên mình muốn làm trang trí cho nó thêm một chút nữa để cho nó tăng lên cái vẻ đẹp của cây dừa thêm, bằng cách là mình trang trí thành một cái tiểu cảnh gì đó. Để mình làm thử cho các bạn xem nha. Có gì các bạn góp ý nha các bạn. Giờ mình đắp rêu lên đây. Đắp rêu lên đây. À, cho nó có cái màu xanh. Rồi giờ bắt đầu mình rêu này thì mình đã có sẵn ở nhà. Giờ mình chỉ cần đắp lên lên thôi. Rêu này là mình sinh rồi mình nuôi, mình sinh rồi mình nuôi cũng mấy ngày nay rồi, giờ nó chưa được xanh hung, nó chưa được xanh lắm, nhưng mà mình dưỡng từ từ nó cũng tốt, nó cũng xanh, khi nào nó sống là nó xanh đẹp lắm. Cho nó thêm một cái gì nữa đây, thêm gì à, tưởng tượng như đây là một cái thảm cỏ đi nha. Rồi, mình thêm một cái con trâu này nó ăn no rồi, nó nằm nghỉ nghỉ trưa bên thảm cỏ các bạn, nhưng mình thấy nó cũng còn hơi thiếu thiếu cái gì đó. Giờ mình kiếm một cái gốc, một cái cây để như xem như cái con trâu nó nằm ở giữa một cái gốc cây đây ha. Giờ mình đi kiếm cái gốc cây. Là mình có một số cái cây bonsai bonsai các bạn ơi. Mình thấy là cây trang này, đây là trang trắng nha. Thôi giờ mình bứng nó để vô đây. À, cái cây này nó có một cái dáng nghiêng, dáng giống gì kiểu dáng bay đi, à, dáng bay đi ha, kiểu dáng bay. Đứng vô đây nha, đứng vô đây mình trồng xuống. Nó hay ở chỗ là nó có một cái bông đó các bạn. Nó có một cái bông. Ồ nè. Một cái rễ nó ra dữ dằn luôn. Rễ đẹp quá trời nhiều rồi. Giờ mình dời con trâu này qua bên, mình khoét một cái lỗ. Khoét một cái lỗ. Mình trồng cho nó. Thử nè. Nó hay ở chỗ là nó trang mà trồng nhỏ nhưng mà có bông là cũng tuyệt vời lắm á, không hiếm lắm. Bỏ đất bớt rẻ dữ dằn ha. Rẻ quá dữ. Giờ mình có con nai nè, giờ mình thêm một chú nai vô giống như là chú nai đi lạc về rừng, à, nhìn thấy chú trâu nằm nghỉ ngơi trên thảm cỏ. À,
Dự cảnh của mình đến đây là xong đó các bạn. Các bạn có xem thì thấy hay hơn nữa thì các bạn cho mình một ý kiến ha, để mình làm những cái tiểu cảnh sao cho đẹp hơn. Và xin chào các bạn, hẹn các bạn gặp lại các bạn ở clip sau.